chị lên 85 rồi đấy. Hướng ra biết người mình cứ ngơ vậy. Chị sợ lắm, không có màu chị sợ. Em buồn. Nếu là lõm cái thôi. Em buồn cái về hướng này em buồn rồi. Giờ đó mà buồn. Nghĩ để em lại buồn. Cứ nghĩ để thôi em buồn. Thôi chị đừng nói. Nói đến vàng nữa, sáng nay em xem em đau lòng mút ruột. Chị kể cả nó lên 100 chị mặc kệ. Mình đã xác định rồi. Cái kia là đau lòng một chút nữa. Chả được bao nhiêu. Lại anh ấy thì được bao nhiêu tiền. Ngày nào em cũng xem thấy là ngày nào nó nổi lên chị Lan này. Đang để ý đến lại đang tiếc. Xong rồi cứ nghĩ đến xong rồi mặt cứ thử thượi ra. Như kiểu ai ai vừa mới mất cắp ấy. Sáng nay lên đến 85 rồi các chị ơi. Càng nhẫn lên thì là càng thấy nó lên. Thôi, không nói gì nữa nhá. Không nói đi nữa. Chị, không nói đi nữa. Chị cái đấy, hàng ngày em xem không nói chị. Cứ nhận đến rồi. Chị nghe chị chết. Đúng rồi, vì là nó có không đóng kia đúng không? Chả biết mẹ chị sợ là người ta buồn được mẹ mình buồn lại buồn được thì chết. Thôi. Có nào cũng thế. Ừ. Cái chỗ mà đợt trước chị em mình hái rau này đúng không? Ừ. Đấy, thích lắm. Chỗ nhà ăn Hưởng nhà em bây giờ cũng thành cái chợ cóc. Đông ơi là đông. Chiều nó bảo là bán đủ thứ trên đời. Hoa quả rồi thì rau dưa các thứ ở trong làng người ta mang ra ấy. Mang theo. Nó bảo chị à, mua cái gì em mua được các chị. Chiều lại nó tụ ở đây đây. Ừ. Chợ sáng, chợ chiều cả ngày lúc nào. Mấy cái chợ cơ chị ạ? Không, đây là người ta có cái gì người ta bê ra. Người ta ngồi ở đấy. Thế là nó thành quen xong rồi là cứ người nọ ấy người kia. Đúng. Nhà con Hưởng nhà em nhé. Bây giờ còn đẹp hơn chỗ nhà Lộc. Tại vì nó có cây xăng không phải nó lại có ngân hàng rồi thì trường nó đối diện là trường học mẫu giáo ấy. Còn nhà Lộc nhà em là tất đằng sau. Còn đâu không ấy cái gì cả. Chỗ nhà Hưởng gần siêu thị gần hết cái gì gần. Bệnh viện tư. Bên cạnh nhà nó là bệnh viện tư mà, tư nhân. Ừ. Ngày trước nhà em ở dưới Nguyễn Chí Thanh ấy chị, vui lắm, đêm ấy. Vui lắm. Tối em toàn hay đi chợ Pháo Đài Láng ấy. Đi chơi ấy, đi rong rong. Chợ sinh viên, ngày xưa nó đông lắm. Bây giờ ừ, ngày xưa là chợ Pháo Đài Láng. Tại vì đi bộ chỗ nhà em đi ra đấy gần. Có xa đâu. Ừ. Nhà em ở ngay ngõ 79 đối diện, sang bên kia là đường Chùa Láng này. Vâng. Nhà em ở bên Thành Công. Nhà em ở khu tập thể Bản Đồ ấy. Nhà em ở khu tập thể Bản Đồ chị biết không? Đấy. Ở trong ngõ 79 ấy. Vâng, em đi bộ lên chỗ nhà chị tí. Em toàn đi chợ Thành Công mà. Đi toàn đi chợ Thành Công. Đi một là đi Thành Công, hai đi Chùa Láng nhưng đi chợ Thành Công nhiều. Vâng. Cái gì cũng có. Vâng.